Dạ. Nhưng mà cuối đời mình rồi đó, cái linh hồn mình bị đọa, nó dạ. không đi vào được cái chỗ mà giải thoát được. Dạ. Cho nên cái đường đó Đức Thầy chủ trương cho mình đó, tìm cực lạc đây rành đường ngõ rồi. Dạ. Thầy từ cực lạc trở về đây chỉ cho mình đi. Dạ. Nó thì theo noi theo dấu thỏ đằng dê, rồi theo cái đường đó Đức Thầy chủ trương chỉ cho mình đi đó, theo đó. Dạ. Còn mình theo ngoài nó không phải là lọt ngoài rồi, hình tướng không à. Cho nên Đức Thầy chủ trương cho mình không có phải có chùa chiền, không phải ở am, ở tóc. Nhưng mà Đức Thầy chủ trương là ở cư sĩ tại gia. Cho nên Đức Thầy nói là bài sách như trên trong đạo của ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Đành rằng ở trong gia đình, có gia đình, nó làm ăn, nó tu hành. Nhưng mà tâm ti còn tục, thân ti còn tục, mà tâm địa cõi mê đó. Mình làm sao nó trở về cái vô vi, trở về nội tâm không dính mắc. Dạ. Rồi trở về cái chân không đó mà nó diệu hữu á. Dạ. Nó mới đúng cái chân lý của Đức Phật ngày xưa. Dạ. Dạ, còn chạy theo hình tướng là thấy mình lạc đường lắm rồi. Dạ. Như vậy thấy rằng sứ mạng của Đức Thầy ra đời cũng rất là quan trọng trong cái hàm quan mật pháp. Dạ, rất quan trọng. Dạ. Tại vì Thầy ra đời lấy cái chân truyền đó là nói theo cái Thích Ca ngày trước đó. Đối với toàn thể tín đồ, tôi không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đây Thầy là đệ tử của Đức Thích Ca trở lại đây. Ở trung thành nữa. Ở trung thành đó. Thành ra mình theo như Thầy mình đi nó không làm lạc đâu mà sợ. Để mình thấy ngoài là ta bố trí tôn các đạo tà mưu khéo âm thầm. Dạ, đó cái sợ quá. Cái chỗ mà mưu khéo đó, nó lòng vô nói tu vài bữa rồi thành Phật, thành tiên gì đó. Làm tu đi rồi tôi cho tiền cất nhà, cất cửa mấy cái này nó làm kẹt đó. Dạ. Bị người ta gạt. Dạ. Cho nên cũng nói với bà con mình cũng dám cố gắng coi giáo lý của Thầy cho nhiều, nhất là tôn chỉ hành đạo. Dạ. Thì căn cứ theo đó để mình làm theo lời chỉ Ngài Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú trở về đây vào cái ngày mà cô chú đi đến đây để đọc những đoạn thiên văn giáo lý của Đức Thầy quý vị. Và hôm nay Châu Phú nhờ cô chú cho Châu Phú ghi hình lại để nhờ cô chú ở đây có thể chỉ dẫn cho Châu Phú nhiều hơn và giải dùm cho Châu Phú những đoạn thiên văn giáo lý của Đức Thầy để gửi đến quý vị. Thì qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú nhé. Dạ con chào cô chú hết ạ. Dạ mô Phật. Dạ. Thì thưa cô chú, hôm nay cũng hữu duyên con đi về đây thì cũng gặp được cô chú ở đây đầy đủ hết trơn. Nhưng mà có những cái đoạn thiên văn giáo lý con thì chưa rành lắm. Hôm nay con nhờ cô chú có thể hướng dẫn cho con được nhiều hơn nha. Dạ mô Phật. Đây là sư huynh Thiện Nghĩa quý vị. Hôm gài Châu Phú cũng quay sư huynh cũng được mấy video bác hai đầy đủ hết trơn luôn nha quý vị. Dạ thì thưa sư huynh, qua đây thì em nhờ sư huynh đó giải dùm cho em một số câu hỏi và những đoạn thiên văn giáo lý để em gửi đến mọi người nha sư huynh. Mô Phật. Hôm nay sư huynh tính làm về chủ đề này là trước tiên là gì sư huynh? Thì nói chung thì Thiện Nghĩa cũng rất là muốn mấy huynh đệ mình ở đây mình chia sẻ để cho khán giả cũng như đồng đạo xa gần biết thêm về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Vì từ xưa đến nay thì cũng có rất nhiều người tìm hiểu về giáo lý của Thầy, mà cũng có những người chưa bao giờ biết, không biết giáo lý của Thầy trong đó dạy những gì, cốt lõi trong đó là như thế nào, có dẫn chúng sanh đến cái bến bờ an lạc giải thoát hay không. Và đó là những cái điều mà Thiện Nghĩa rất là trăn trở. Dạ. Tại vì thấy bên ngoài xã hội thì cũng có nhiều người đi làm đường lạc lối, rồi đi theo tà, rồi không có đúng đường ngõ thì mình đi không giờ đến đích được. Cho nên thì Thiện Nghĩa cũng muốn là trong sấm giảng Đức Thầy có nói rất nhiều điều về giáo lý giải thoát mà đúng với chân truyền của Đức Phật ngày xưa. Cho nên Thiện Nghĩa cũng nhân về đây thì cũng thăm đồng đạo, rồi cũng có những giây phút ngồi tâm sự như vậy thì Thiện Nghĩa dành một phút để quý vị mình đồng đạo mình tâm sự ha. Rồi sau đó thì sẽ giải thích cho Phú nghe ha. Rồi cho làm bắt tay đi. Rồi thì thật sự hôm nay Thiện Nghĩa rất là cảm động, thấy được mấy chú, mấy bác, mấy cô cũng rất là xa xôi về đây để mình nhắc lại lời Châu Ngọc của Đức Thầy. Thì đó là một điều rất là tán thán. Thì buổi sáng hôm nay thì Nghĩa cũng rất là vui được cô Ba từ chợ mới về đây đó quý vị. Từ chợ mới hả cô Ba? Dạ. Dạ, đi lúc mấy giờ cô Ba? Dạ, đi hồi 6 giờ sáng. À, 8 giờ sáng tới giờ. Dạ. Rồi Huynh ở đây cũng chở cô Ba đi ha. Rất là cái duyên đặc biệt của hai sư huynh hả? Dạ. Nào giờ thì chắc cũng có gặp nhau rồi, chưa có dịp ngồi gần hả sư huynh hả? Nào giờ có gặp Huynh ở trong đĩa đó rồi cũng mến lắm, bên này cũng đủ duyên xuống gặp mừng quá. Chắc có nghe chuyện bên thầy rồi ha. Nghe Huynh kể hay quá. Phật. Chắc nhờ đồng đạo thương cho nên thấy hay, chứ nếu mà không thương thấy chắc không hay. Rồi ở đây là ông Hai, cũng là những sư huynh ở đây cũng thường xuyên đến nơi này để mà hộ trì Phật Pháp. Rồi ở đây là mấy huynh đệ. Đây là đặc biệt có một đệ cũng rất là xa quý vị, từ ở An Phú hả đệ sĩ? An Phú. Đi lúc mấy giờ tới đây à? Đi lúc 5 giờ sáng. Nguyên nhân nào mà đi đến đây biết nơi này mà đến vậy? Em cũng có nghe chuyện bên thầy đó, anh Nghĩa với chị Thanh Trung Huệ đó, nói hay quá, đêm nào cũng nghe chứ người biết là mê luôn, ghiền. Cho trà bắt tay quý vị. Đây là những nhân vật rất là đặc biệt nha, tại vì Thiện Nghĩa muốn giới thiệu hai vị này là ba vị chứ, là từ xa đến, còn quý đồng đạo mình thì ở gần đây, cho nên để giới thiệu sau. Nhưng mà hôm nay thì nhân vật rất là có duyên, khi mà biết Thiện Nghĩa về đây để thăm đồng đạo thì quý vị cũng dành thời gian quý báu, mà từ xa xôi mà đến đây như vậy thì Thiện Nghĩa rất là hoan hỷ và cảm thấy hạnh phúc. Thì Thiện Nghĩa đầu tiên cũng xin chúc cho quý đồng đạo ở đây thân tâm an lạc và lúc nào cũng tinh tấn, học giáo lý siêu thường của thầy để cho mình vừa áp dụng, mình tu tâm, rồi đồng thời mình truyền bá cái giáo lý đó cho mọi người để mà hướng đến con đường an lạc giải thoát. Cho nên thì Thiện Nghĩa nghĩ đó là những điều rất là cần thiết. Sẵn đây thì Thiện Nghĩa thấy rằng cái giáo lý siêu thượng Đức Thầy thì không phải ai cũng đủ duyên để mà gặp. Mà chúng ta được gặp giáo pháp này thì chúng ta không thể ôm một mình để mình tu, phải không thầy? Đúng rồi. Cho nên thì mình cần phải hợp tác nhau để gieo trồng giống quý. Một đoạn khác Đức Thầy cũng nói là chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Cho nên mình phải có nhiều cái cuộc tọa đàm, có nhiều cái tiếng nói để mình khai triển, cũng như là mình thắp lên để mình cho giáo lý Đức Thầy được nhiều người biết. Đó là mình thấy nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì Thiện Nghĩa nghĩ rằng trước khi mình nói đề tài này, Thiện Nghĩa cũng xin mời đồng đạo Lượng cũng ngâm lại một đoạn trong Sám Giảng quyển 5 đó để cái đoạn đó rất là hay, nói về cái trở về cái chân tâm để tu theo cái chân lý của Đức Phật ngày xưa. Thì Thiện Nghĩa nghĩ rằng cái đoạn này cũng giúp cho mọi người hiểu sâu hơn về cái giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Bấy lâu nay người ta cũng hiểu lầm là chắc giáo lý của thầy chỉ dạy cho hàng tại gia rồi làm ăn hiền ở lành vậy thôi, chứ chưa có dẫn sinh đến bến bờ giải thoát, giống như Phật tổ ngày xưa. Thì nhiều người hiểu như thế, cho nên thì Nghĩa cũng nhân đây muốn mọi người hiểu một cách chính xác hơn, đúng hơn về cái giáo lý này. Thì để bắt nhịp cầu cho quý vị giao lưu thì Nghĩa mời đồng đạo Lượng để ngâm lên một đoạn để cho quý vị mình cùng phân tích mẫu xẻ thêm ha quý vị. Chào bắt tay quý vị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc, nghe tướng lo chấn hưng, Phật Pháp mới là nói cho đời hiểu Phật Thích Ca. Lòng tự giác xa thân nghĩ tầm đạo, ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo những phân cùng bốn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho chào phát tay bà con ơi. Làm đạo đọc rất là mùi mặn, rất là hay, rất là thấm thía. Nhưng mà nếu mà mình được hiểu thêm về cái nội dung của cái đoạn này thì mình nghĩ càng tuyệt vời hơn nữa quý vị ha. Cho nên nhân đây thì mình cũng mời chung cho các cái đồng đạo mình ở đây cũng chia sẻ về cái đoạn mà Đệ Lượng mới vừa đọc xong. Thì cái chỗ này thì Thiện Nghĩa thấy rất là hay đó ông hai. Cho nên Thiện Nghĩa cũng xin mời sư huynh giải sơ lược qua, rồi huynh để mình chia sẻ ông hai, chia sẻ thêm để đồng đạo mình hiểu thêm cái chỗ mà Đức Thầy khuyên mình từ cái mê tín gì đó. Dạ. Kính thưa cùng bà con đồng đạo, mình có mặt tọa đàm hôm nay để trao đổi về Phật pháp. Thì vừa qua Đệ Lượng có đọc qua một đoạn sấm giảng của Đức Thầy. Thì theo có nhận định với cái sứ mạng là cái bổn nguyện của Đức Thầy ra đời rất là thiêng liêng cao cả, mục đích nhất là chấn hương Phật pháp, và sau cùng nữa là giảng hồi động nhân. Tại vì hồi xưa tới giờ chưa có vị Phật, vị Tổ nào mà ra đời được chấn hương hết trơn, chỉ có Thầy mình, vị cổ Phật lâm phàm, với một cái sứ mạng thiêng liêng mà Đức Thầy đã cho biết là đạo vô vi của Phật ân cần, nó nói theo chí Thích Ca ngày trước. Như thế là đất nước của ta, Việt Nam chúng ta trước kia đó bị Tàu đô hộ, nó ảnh hưởng với đề âm kinh sắc tướng. Mà Đức Thầy chúng ta ra đời năm 1939 tới nay, thì cái điều đó là một cái điều cần thiết là Đức Thầy chấn hưng lại, chỉnh sửa lại. Nhưng bây giờ theo tôi thấy đó, bây giờ còn đang tràn rất là nhiều. Bây giờ anh rằng trong gia đình của mình có thờ giáo lý, có thờ hình thầy, cũng tu theo Phật giáo Hòa Hảo, nhưng cũng vẫn còn cái say mê theo vấn đề sắc tướng. Đó, được cũng tin theo cái tà sư ngoại đạo, ông lên bà xuống. Đó, cái điều kiện đó đó, đầu quạt là đốt với xa phương lầu kho của những người chết đó. Nhưng mà giờ tôi không đồng ý cái chỗ này, nhưng mà tôi không có chỗ nào mà để nêu lên với anh em mình được hiểu. Nhất là bây giờ các đám táng, nó đám táng bây giờ là phát sinh lên những đề mà càng trống quýnh võ, càng cái nó làm cái trình rang quá. Mà Đức Thầy đã khẳng định rằng bớt bỏ trình rang một khi. Theo nếu cha mẹ chết làm ý lời này là lời truyền sấm của Thầy, bông qua cầu Phật khi về đi chôn. Thì mình thấy những cái này đều nó làm lệch chân lý xa lắm rồi. Tại vì Thầy mình chủ trương là đạo vô vi, nó không có hình tướng. Mà bây giờ mình đem hình tướng và bài bác cái gì là nó sai chân lý rồi. Nó thành ra tôi thấy nó là Thầy chấn chỉnh cái này rất là hay. Cho nên mình cũng nhu cầu đồng đạo mình phải nghiên cứu lại, là đọc trong giáo lý Đức Thầy cho kỹ, để rồi mình thực hiện cho đúng tôn chỉ giáo lý Đức Thầy, nó mới trung thành với đạo được. Chứ còn ngoài duyên nữa thì mình còn phát sinh hoài, tất nhiên là làm như lu mờ cái chân lý của Thầy mình đi. Thì theo tôi cũng góp ý gì đó rồi theo để bổ sung thêm. Hiểu nhiều nói nhiều. Thì tôi nghĩ rằng trong cái đời tu của chúng ta thì trước khi chúng ta muốn tìm đường giải thoát, hoặc là chúng ta tìm một bậc nhân sư, một nhân sư của mình để mà nương theo, thì mình phải đi đúng chánh pháp. Bởi trong sấm giảng Đức Thầy có dạy là lựa cho phải kèo xưa danh mộc các huynh, đừng để lầm thợ khéo sơn gia. Đó, thì cái chỗ mà Đức Thầy muốn nói rằng hiện nay thì cái thời kỳ mạt pháp này thì Nghĩa thấy rằng có rất nhiều mối đạo. Mà có chỗ Đức Thầy cũng nói là các đạo tà muôn khéo âm thầm, dân ráng đánh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Thì cái lời nói của Đức Thầy năm xưa thì bây giờ nó hiện ra đó quý vị, nó thể hiện cho chúng sinh thấy. Hiện nay có rất nhiều cái mối đạo mà Thiện Nghĩa không hiểu là người ta đi theo con đường đó, nó đi đến cuối cùng là đi về đâu. Nhưng mà người ta vẫn đốt với tiền vàng mã, lầu kho xá phướng, hoặc là đi tụng mướn lấy tiền. Tất cả những cái chuyện mà bày ra nó ngoài cái chân lý của Đức Phật. Nó không đúng với cái chân truyền của Phật Tổ ngày xưa. Cho nên thì Đức Thầy sợ mình bị đi sai theo cái chánh pháp, cho nên mấy Đức Thầy khuyên mình là đi lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia. Tại vì các đạo tà cũng rất là giỏi quý vị, không phải là dở đâu. Các cái đạo đó cũng bày ra nhiều cái gọi là mê hoặc chúng sanh, nói là mình tu có thời gian bao lâu đó đắc đạo, hay là mình có thần thông biến hóa, có đủ thứ cái mà người ta đưa chúng sinh vào con đường mà nó đi xuống hầm hố, nó không đi đến cái bờ giải thoát. Cho nên Đức Thầy nhiều lần trong sấm giảng cũng khuyên mình là phải là đi đúng với chánh pháp thì mình mới đi đến kết quả tốt đẹp. Thì quý vị có ý kiến gì thì bổ sung thêm đó. Nó còn rất là nhiều ý kiến vì cái Thiện Nghĩa sống ở Sài Gòn thì cũng thấy, nhất là những người bên Tàu, Ba Tàu thì họ chết rồi đó quý vị biết không, họ có thể để 10 ngày nửa tháng rồi họ khóc lóc, rồi họ mướn trống kèn, lễ nhạc, kèn tây rồi không nghe, là đờn suốt đêm rồi đốt với tiền vàng mã, thì đốt có khi là cả không biết bao nhiêu mà nói nó tốn là bạc triệu luôn á, bạc triệu không chứ 5-10 triệu chứ không phải ít. Rồi họ bày ra trống kèn ầm ĩ suốt đêm mà họ nghĩ rằng đó là cách trả hiếu tốt nhất của họ đó, đó là người có hiếu đó. Và cái sự mà bình thường thì họ không có lo tu, họ không có trở về cái sự thật tu của mình, mà đợi lúc chết á, họ mới làm như vậy, mà họ nghĩ rằng đó là cái cách trả hiếu, hoặc là đó là cái người hiếu thảo nhất như vậy. Thì theo thống kê của nhà nước á, thì nghĩa biết rằng đó là một năm tốn là bao nhiêu tỷ đó, rất là phải nói là mấy chục tỷ đó để mà đốt trên cái tiền vàng mã này. Cho nên cái chuyện đó nó không có ăn nhầm vào đâu cả, nó không có ích lợi gì cho người chết cả. Đó là chỉ nói một góc độ thôi, còn những cái chuyện khác kìa, những cái chuyện khác kìa là còn nguy hiểm hơn nữa, là họ lên đồng lên bóng, họ bói toán, họ bày ra đủ kiểu hết rồi mới dẫn dắt chúng sinh. Thì mới bước vào đạo thì người ta rất là mê, người ta mới bu là ta nghe, rồi họ mới bày ra là phải tốn tiền tốn bạc, rồi bỏ nhà bỏ cửa, rồi cuối cùng là không có đi đến cái mục đích gì cao đẹp hết, mà nó làm cho cái tâm trí của người ngày càng bị tối tăm hơn thôi, chứ không có cái ích lợi. Cho nên chính vì thế mà Thiện Nghĩa thường có những cuộc tọa đàm với các đồng đạo mình, thì Thiện Nghĩa muốn là mọi người cũng có một cái ý tưởng trong đời tu của mình như thế nào, thì nên chia sẻ với mọi người biết được thêm về cái đời tu của mình là như thế nào, mà bao nhiêu năm qua mình đã tu theo Thầy như vậy, mình thấy có sự an lạc hay không, có niềm hạnh phúc hay không, thật sự hay không. Tại vì Đức Thầy cũng nói rõ là đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Thì đạo Phật từ xưa đến nay đó quý vị biết là khi Đức Phật ra đời tại Ấn Độ, và suốt 49 năm Đức Phật chưa hề cất chùa to Phật lớn hay là phết vàng cả. Suốt 49 năm Đức Phật hoằng pháp lễ, Ngài không bao giờ có bày ra hình tướng âm thanh cả. Từ lúc Thần Tú ra đời tới giờ thì cái giáo lý của Ngài bị mai một rất nhiều, và làm cho bị lu mờ. Thần Tú ra đời thì cái âm thanh sắc tướng trống kèn lễ nhạc bày ra quá nhiều đó. Từ đó với sau thì có nhiều người tưởng đó là đúng, tưởng mình tu là mình phải là có chùa to Phật lớn mới được, phải cạo đầu là phải có phết vàng Phật, phải phết vàng hay là phải đốt vàng mã, rồi phải cầu khẩn đủ thứ chuyện hết. Thì những cái đó khi Đức Thầy ra đời, Đức Thầy mới chấn hưng lại toàn bộ hết, mới trở lại cái chân truyền của Phật tổ ngày xưa, là chính là đạo Phật là đạo vô vi. Đạo vô vi mới là đúng là đạo của Phật. Hả ông Hai, đúng không? Đúng rồi. Cho ý kiến nhận nhé. Bên Thầy có nói đó, nếu mà làm đám mà về cực lạc, giàu sang thì được chọn hai đề. Làm đám đâu có về cực lạc đâu. Ỷ của tiền rồi làm ác ê hề, rồi đến khi nhắm mắt nhiều tiền lo lắm. Đó là Thầy đâu có chịu cho mình làm đám đâu. Làm đám là không có về cực lạc được, mình là mình phải cúng băng qua trà quả đó. Đức Thầy mình có đưa ra 8 điều đáng cấm đó, nhưng mà theo tôi nhớ thì cái điều thứ 6 đó, Đức Thầy nói ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc với quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm dương không bao giờ ăn hối lộ của ta cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người đỡ đường đối rách tàn tật. Đây là Đức Thầy nói là rất là chính xác. Vì mình làm, nếu làm được vậy thì ai cũng làm được vậy hết. Thì thôi giờ cho nàng vỗ tay đi, quá hay à. Rồi ông Hai còn nhớ đoạn nào nữa không Hai? Đức Thầy dạy mình tu theo đạo Thích Ca đó. Thì ông có nhớ đoạn nào mà đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu? Hãy tìm kiếm cái không mới có. Đúng. Thì tôi bây giờ để tôi đọc được một cái câu văn này của trong bài cái Kim Cang nha, nó đi sâu vào cái chân lý cái chỗ này. Dạ. Trong Kim Cang có nói một đoạn là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Đây muốn nói cái chỗ này. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Thì có một câu là nhược kiến chiêu tướng phi tướng tức kiến Như Lai, có nghĩa là phàm trên gì có hình tướng thì nó không có thực thể của nó. Cho nên thầy kêu mình phải quay đi cái chỗ không, tìm cái không mới có. Còn phàm có gì có tướng mà mình không chấp tướng, nó mới là Như Lai. Thành ra mình bây giờ chạy về hình tướng là nhiều. Đấy, cái thời kỳ văn minh tiến bộ đó, rồi mình ảnh hưởng rồi cái sự tu, rồi nó nhiều cái văn minh vật chất đến nỗi chùa chiền cũng phải cất cho cao, phải không? Đúc Phật ha, cho lớn là phải đẹp. Đó là mình quan niệm như vậy thôi, rồi người ta đi tham quan đi những cái chùa nào mà nó có cái đẹp mới đi, còn những cái chùa không đẹp không đi đó. Nhưng mà thầy muốn kêu mình phải quay trở về nội tâm, phải tìm kiếm trong tâm mới có Phật, ở trong tâm chứ không ngoài. Còn mình đó mình chạy ở ngoài là chùa này Phật bự, chùa kia Phật lớn, theo theo hoài hình tướng không à. Vậy là cái câu mà Đức Phật nói trong kinh Kim Cang đó Huynh là phàm, cái câu Huynh nói giống cái câu mà sở hữu tướng giai thì hư vọng. Giống như cái câu Đức Thầy nói là đạo vô vi đó ha. Hai câu nó giống nhau, nó trở lại vô vi mới được. Còn mình chạy ngoài không là nó đọc mà khơi mới hết hồ hoang luôn đó. Đi ngoài không phải. Như vậy là Huynh thấy là ví dụ mình đi theo mà không đúng chánh pháp thì có tai hại như thế nào? Có tai hại lắm, nó tai hại mình không có thành công trong cái sự tu hành của mình. Nhưng mà cuối đời mình rồi đó, cái linh hồn mình bị đọa, nó không đi vào được cái chỗ mà giải thoát được. Cho nên cái đường đó Đức Thầy chủ trương cho mình đó, tìm cực lạc đây rành đường ngõ rồi. Thầy từ cực lạc trở về đây chỉ cho mình đi. Nó thì theo noi theo giáo thọ đằng dê, rồi theo cái đường đó Đức Thầy chủ trương chỉ cho mình đi đó, theo đó. Còn mình theo ngoài nó không phải là lọt ngoài rồi, hình tướng không à. Cho nên Đức Thầy chủ trương cho mình không có phải có chùa chiền, không phải ở am, ở tóc. Nhưng mà Đức Thầy chủ trương là ở cư sĩ tại gia. Cho nên Đức Thầy nói là bài sách như trên trong đạo của ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Đành rằng ở trong gia đình, có gia đình, nó làm ăn, nó tu hành. Nhưng mà tâm ti còn tục, thân ti còn tục mà tâm địa cõi mê đó. Mình làm sao nó trở về cái vô vi, trở về nội tâm không dính mắc. Rồi trở về cái chân không đó mà nó diệu hữu á, nó mới đúng chân lý của Đức Phật ngày xưa. Còn chạy theo hình tướng là thấy mình lạc đường lắm rồi. Như vậy thấy rằng sứ mạng của Đức Thầy ra đời cũng rất là quan trọng trong cái hàm quan mật pháp. Rất quan trọng. Tại vì Thầy ra đời lấy cái chân truyền đó là nói theo cái Thích Ca ngày trước đó. Đối với toàn thể tín đồ, tôi không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đây Thầy là đệ tử của Đức Thích Ca trở lại đây. Ở trung thành nữa. Ở trung thành đó. Thành ra mình theo như Thầy mình đi nó không làm lạc đâu mà sợ. Để mình thấy ngoài là tụi ta bố trí tôn các đạo tà mưu khéo âm thầm. Đó cái sợ cái chỗ mà mưu khéo đó, nó lòng vô nói tu vài bữa rồi thành Phật, thành tiên gì đó. Nó làm quan đi, rồi tôi cho tiền cất nhà, cất cửa, mấy cái này nó làm kẹt đó. Bị người ta kẹt. Cho nên cũng nói với bà con mình cũng dám cố gắng coi giáo lý của Thầy cho nhiều, nhất là tôn chỉ hành đạo. Thì căn cứ theo đó để mình làm theo lời chỉ ngày trời gặp ta. Ở trong đó Thầy rạch đường đi, đường lối sẵn hết trơn rồi đó, không phải theo ở bên ngoài. Tại vì mình á, thường cái nhãn thấy sắc á, thì những gì cái hình tướng ưu mê đó, thấy cái nào đẹp cái nào mới linh đó hén là rồi bị gạt hết trơn. Quay về trong tâm mình đi, có Phật trong tâm mình á. Chỉ có bao nhiêu thôi. Cái chỗ mà Đức Thầy nói là Phật tại tâm chứ có đâu xa đó Huynh ha. Tâm đó. Thì sao thì nghĩa thấy trong sám giảng hầu như chỗ nào Đức Thầy cũng sấy mình trở về tâm hết. Trở về tâm không. Cho nên thì nghĩa thấy rằng đây mới là chánh pháp quý vị. Thì chánh pháp thì không có hình tướng, không cần hình tướng, không cần tướng màu mè ha sư Huynh ha. Không có gì hết. Bởi cái câu mà sư Huynh mới nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nó có nghĩa là tất cả những cái gì đều có hình, có tướng, đều hoại hết. Mà Đức Thầy có nói trong sám giảng là trên dương thế hữu hình tắc hoại. Đó có nghĩa là nó là cái gì mà có hình, có tướng thì nó hoại hết. Mà cái câu này mà chính là nằm trong cái kinh Kim Cang đó quý vị. Mà Đức Thầy nói là rút trong các luật, các kinh. Đây là một cái câu đó rất là ngắn nhưng mà Đức Thầy đã rút trong kinh Kim Cang. Là cái câu đó mình thấy là rất là giá trị không hay ha. Để mình nhắc thêm một đoạn kinh Kim Cang nữa nó mới chính xác nè. Đức Phật nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nếu dùng quá. Sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta là người hành tà đạo, không hề thấy Như Lai. Đây là câu nói kết chính xác. Biết gì vậy là nếu mà không có hình tướng thì trở gì chân không chứ gì, cái gì không? Thì Phật nói là không. Còn mình nói có nó không phải. Cái sắc thì nếu mình nói phân tích thì nó rộng quá không ha? Sắc thì nó rộng à. Nó mênh mông bao la hết, cái nào có sắc tướng đều là quyển hết. Quyển hết trơn. Rồi cái âm thanh mà hay, ha, âm thanh mà các vị nghe nhạc trống đồ mới tưởng hay đó, cũng giả luôn. Giả luôn. Âm thanh sắc thì tướng nữa ha. Tướng. Cho nên cái câu kinh Kim Cang này nó cũng trở về cái chân lý của Phật tổ mà Đức Thầy cũng trùng tiên lại đúng với nguyên văn đó. Thì Thiện Nghĩa nghĩ rằng chỉ có Đức Thầy mới là một vị mà đại danh y để mà biết cái bệnh của chúng sinh, với chúng sinh trong cái mặt pháp này. Thì bởi vì ai cũng mê hả mấy cô, ai tu thì mới vô tu thì cũng mê mình phải được cái này được kia, thấy hào quang, thấy này nọ đủ thứ trên cái linh thính mới chịu, ha. Rồi cái kẻ ngoại đạo biết được cái tính của mình đó, cái họ chăm vô thiên, họ nói là tu về theo tu nè, tu là đắc đạo là có mấy tháng là thấy hào quang, rồi thấy Phật, thấy đủ thứ, cái mê chạy theo đó. Cho nên Đức Thầy nói là đồng dẹp bớt âm thanh sắc tướng, lo chấn hưng Phật pháp mới làm. Thì Thiện Nghĩa nghĩ rằng cái đó là một cái tương lai mình tu như vậy thì nó rất là sáng sủa và mới đi đến đích được. Và nhân đây thì Thiện Nghĩa cũng muốn nói một điều là quý vị chia sẻ cái chánh pháp đó cho mọi người biết được nữa mới là quý vị đây đã biết rồi, thầy tổ đã dạy 30 năm qua rồi, đã hành rồi, đã thấy sự hạnh phúc rồi, thì hôm nay nhiệm vụ chúng ta còn cần phải thắp lên, thắp đốt lên, khai ngọn đuốc từ bi trí thiện, hả ông hai? Đó, bi trí thiện đó. Đó thì mình Thiện Nghĩa cũng nghĩ rằng mấy cô đây cũng phải chia sẻ với Thiện Nghĩa chứ không để là Thiện Nghĩa về đây Thiện Nghĩa nói không sao. Rồi cho mình hỏi cô Ba thấy sao đây? Thì qua cái đoạn quý vị chia sẻ rồi đó, mấy cô thấy cái đời tu của mình mà áp dụng theo giáo lý của thầy như vậy xưa nay đó, quý vị thấy tâm hồn mình sao? Như cô Ba với mấy cô chia sẻ với thằng Đạo chút thôi cô Ba. Cũng qua những đoạn văn của mấy anh nãy giờ đọc của thầy đó, hàng này thì mấy mươi năm tôi cũng lo tu luyện nhưng mà thấy giảng thầy rất là an lạc, thành ra tôi cũng mong rằng mấy đồng đạo mình cũng cố gắng theo giảng thầy để noi gương sau này. Cô có ý kiến gì không, có hay không? Tôi cũng vậy. Thì mấy mươi năm đây tu thì cũng thấy cái giáo lý thầy thì cũng tu rất an lạc. Có nhắn nhủ mọi người đi tu làm sao không? Nhắn nhủ luôn mọi đi. Mọi người nếu tu thì ôm chặt giáo lý thầy, phải nhớ lời thầy dạy, hành theo luôn. Hành theo như vậy, đúng như vậy đó, nó mới là đúng là an lạc con người. Làm theo là chỉ, làm theo là chỉ là ngày gặp thầy, người ta là gặp thầy. Chắc có lý rồi đó, thấy quý vị thì ai cũng nghe lời thầy thì chắc là chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng rồi quý vị ơi. Nếu mình nghe theo đúng lời thầy dạy thì chắc chắn là mình sẽ có vé về cực lạc rồi đó nghe quý vị. Thầy nói mình nếu làm theo lời chỉ thì ngày rày gặp ta. Cố gắng nghe. Cho phúc. Đại lượng có cái nhận xét gì khi mà mình trao đổi giáo lý thầy hay là mình tu nào giờ thấy cái gì vui không? Đại lượng chia sẻ với đồng đạo một chút đây. Hôm nay cũng có nhân viên rất là lớn với Thiện Nghĩa. Theo như hồi trước tới giờ thì mình biết Thiện Nghĩa cũng lâu, nhưng mà hôm nay được ngồi chung ha, vui quá, vui ha, để ha. Thì ở miền Tây này chắc đệ tu gần gũi mấy huynh trưởng ở đây chắc cũng ấm áp ha. Rồi mình hàng ngày thực tập vậy, huynh thấy giáo lý của thầy như thế nào, thấy mình tu như vậy có lợi ích gì cho đời sống của mình hay cho mọi người xung quanh không? Tu theo giáo lý của thầy thì cảm thấy an lạc. Mỗi lần đọc sấm giảng nghe nó ấm áp quá ha, vậy ha. Đức thầy sáng tác giảng rất là hay. Rồi tu hàng ngày mình áp dụng theo, mình thấy đời sống như vậy là cũng rất là tốt hết cho tâm linh của mình phải không? có nhắn nhủ mọi người sao không, rồi chia sẻ với khán giả gần xa mình phải đương theo giáo lý thầy không? Cũng mong quý đồng đạo bà con nương theo giáo lý của Đức Thầy mà tu. Tại vì thời kỳ mạt Pháp là Đức Thầy bị áp dụng pháp môn là tịnh độ. Đức Thầy nói là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì hôm nay duyên về bản thân đệ cũng vậy, cũng gán hành pháp môn niệm Phật. Ngoài ra thì cũng có làm những công tác xã hội từ thiện nữa để mình trợ duyên thêm ha, để hả? Yeah. Thì lúc mình rảnh thì mình cũng đi làm từ thiện xã hội. Làm hết các việc từ thiện. Nghĩa làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thì Thiện Nghĩa nhớ câu này trong kinh Pháp Cú đó quý vị. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành đó. Dạ, tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo. Thị chư Phật giáo. Nghĩa là đây là Đức Thầy rút trong kinh Pháp Cú. Trung kinh. Đây là một kinh rất là lớn bên Phật giáo Nguyên Thủy, đó là nguyên gốc của kinh Pháp Cú đó. Thì Đức Thầy mới rút trong cái bộ kinh đó một cái câu mà làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Nếu mà ai mà làm được như vậy đó quý vị, thì nghĩ chắc chắn rằng chúng ta sẽ có vé về cực lạc. Đúng không hay? Đúng rồi. Đúng không sư huynh? Hai câu trên đó, nó thuộc về tu phước, mà cái câu dưới nó thuộc về tu huệ đó. Cái chỗ mà quan trọng nhất là quyết rửa tấm lòng cho trong sạch đó. Đi vào bản tâm của mình. Đó, phước huệ song tu, hai cái này mình phải đi đôi mới được. Bây giờ như cô đó nói là họ rất giờ làm từ thiện nhiều đó, nó thuộc về phước ha. Nhưng mà phước đó thì nó phải cộng thêm có cái trí tuệ mới được. Và hai cái này nó mới song hành với nhau đi đến cực lạc được. Nếu mình làm phước không mà không có trí tuệ, nhận thức được đời là vô thường vô ngã khổ não á, thì mình vẫn còn đi trong vòng sanh tử hoài, nó không thoát ra. Cho nên là hai cái này mình làm hết. Thí dụ phước huệ, phước á, thì mình đây là mình đền xong cái ân nợ, tu đền nợ thế cho rồi, đây là nợ thế. Rồi mình là tu huệ, thì tất nhiên là mình trở về thân tâm của mình, mình trao sữa, tham sân si này kia nữa, mình trở về nội tâm. Trở về nội tâm được như vậy thì nó đi vào chỗ thanh tịnh, thanh tịnh để đặt cho có gì giải thoát. Thì thanh tịnh có trí mới sáng được, phải không? Thanh tịnh nó mới phát huệ được. Đức Thầy có nói câu gì tâm bình tịnh được thì phát huệ gì đó đó. Chủ yếu nó như vậy. Hay quá. Đức Thầy do đó Đức Thầy nói thì nó mênh mông tùy theo trình độ căn cơ. Nhưng mà nếu mà đi sâu vào chân lý Phật Pháp á, yếu lý của nó đó, không có gì khác hơn là giữ tâm thanh tịnh. Là cái yếu lý của nó. Tại vì giữ tâm thanh tịnh là nó không phải khó, không phải là dễ. Mình phải quán chiếu là đời là vô thường, vô ngã, nó không thật. Nó thành ra Đức Thầy nhắc là tao quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Cái tánh mà ông Thánh nói là nhân sơ khai chí bổn thiện đó. Người mới sanh tánh thiện trời dành. Đức Thầy muốn nhắc cái chỗ đó đó. Tánh thiện ha. Mình bỏ quên đi. Khi sanh ra vỡ lớn lên tập nhiễm đại danh, sanh ra lớn lên có tập nhiễm ở ngoài không, mà bỏ thì ông Phật này rồi chạy ra ngoài không, quên Phật cũ. Và Phật cũ ngày xưa hãy dán tầm mà mình quên Phật cũ, đi theo Phật mới hoài không. Cho nên Thầy kêu mình quay về bản tâm của mình. Chỗ này ông hay nói đó, Phật trong tâm đó. Cái đoạn đó ông hay nói thì Nghĩa nhớ câu Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa đó, giống như mình có Phật của báo trong nhà rồi mà mình quên, mình cứ đi hoài xin không à. Mình đang có báo vật trong nhà mình đi xin hoài, cuối cùng mình tới một ngày nào đó trở về cái thấy trong nhà mình có báo vật mà không hay. Nào giờ ở nhà trong nhà mình ông cha để lại cái pháp bảo. Gác tiệm sau gác đúng không vậy? Nói pháp mà mê xong. Ông vua Trần Nhân Tông mà ông nói tới đâu rồi? Ông nói một đoạn trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Như vậy là Đức ông Trần Tông nói là trong nhà có báo, tức như trong nhà có Phật rồi, khỏi kiếm đâu trơn. Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Ông là đối với cảnh mà tâm mình không thì khỏi thiền gì nữa trơn. Tôi nhớ là văn của ông vua Trần Nhân Tông á. Thành ra Phật tánh ở tâm mình chứ không có xa. Chỉ mình đổi lại thôi, đổi lại cái hiểu của mình thôi là trở lại bản tâm thanh tịnh là Phật. Vỗ tay cho ông hai cái. Cái chỗ này còn dài lắm Châu Vũ ơi, chắc bây giờ ông hai nói tiếp dài nữa. nó còn nữa. Dạ còn nữa. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua đây Châu Phú cũng xin cảm ơn các cô chú đây đã chia sẻ cho Châu Phú một đề tài rất tuyệt vời quý vị. Qua đây Châu Phú cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì qua đây Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ.